Như một lẽ thường, những tuần cuối năm này luôn là thời điểm của hàng loạt những tổng kết ở khắp mọi lĩnh vực, từ vĩ mô tới vi mô, từ các tổ chức đơn vị tới cá nhân của mỗi người. Mùa tổng kết thì có gì đáng lo nhỉ? À, có đấy, có thể nỗi lo đến từ những âm thanh như thế này. Em ơi! Anh em mình là cà ri đây! Anh em mình là củ khoai tây! Quang! Vâng, thưa quý vị, như vậy là chỉ còn một tuần nữa thôi là Tết Dương rồi, một tháng nữa thì là Tết Nguyên Đán. Hãy nhìn vào lịch trình những ngày còn lại trong năm nay và đếm thử xem là còn bao nhiêu cuộc vui gặp mặt nữa đang đợi quý vị trong những ngày sắp tới. Và trong từng ấy cuộc gặp mặt sẽ có bao nhiêu lần những tiếng 2, 3 vô, 2, 3 uống sẽ vang lên đây. Lý do cho các cuộc vui cuối năm thì không thể nào kể hết được. Sơ sơ thì có thể thấy đó sẽ là những lý do như là tiệc tổng kết tại công ty này, rồi tiệc chào từ biệt đồng nghiệp lên đường về quê ăn Tết chẳng hạn, rồi gặp mặt khách hàng ruột, ghé thăm đối tác, thu hồi nợ, vui vui thì cũng làm vài chén. Nhiều vô kể những lý do cứ lặp đi lặp lại mỗi dịp cuối năm như thế này. Và vấn đề là trái lại với niềm vui gặp mặt trên những mặt báo, đây cũng là mùa mà xuất hiện một loạt những tít bài như là cẩn trọng đau dạ dày do uống nhiều rượu bia cuối năm. Rồi những tít bài như là nguy cơ ngộ độc rượu, hay nguy hiểm hơn đó là rượu bia và xe điên náo loạn đường phố. Vâng, thưa quý vị, theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì Việt Nam của chúng ta xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia trên đầu người, cụ thể là vào khoảng 170 lít bia một người một năm. Không phải tự nhiên mà người Việt lại yêu những cuộc nhậu đến như thế. Trước tiên, có lẽ chúng ta hãy cùng xem là thói quen bia rượu xuất phát như thế nào đã. Thì thưa quý vị, rượu là một loại đồ uống có từ lâu đời rồi và nó tồn tại ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Việt Nam của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhờ có chứa chất kích thích mà rượu có khả năng làm thay đổi trạng thái tâm lý, tình cảm của con người, đặc biệt là giúp cho con người có thể thoải mái hơn trong các mối quan hệ giao tiếp. Do đó, từ một loại thức uống mà rượu đã được sử dụng để đáp ứng nhu cầu giao tiếp như là tiếp khách này, kết bạn này, thổ lộ tình cảm này, hoặc cả làm phương tiện không thể thiếu trong các dịp lễ lạc. Chẳng thế mà có câu là phi tửu bất thành lễ. Vậy là bản chất việc sử dụng đồ uống có cồn là tốt. Nó dùng để gắn kết con người trong một cộng đồng lại với nhau. Thế nhưng mà khi bị lạm dụng thì rượu bia lại là nguyên nhân dẫn tới những hình ảnh như là quý vị có thể thấy ngay sau đây. Đây chính là một vụ tai nạn xảy ra tại phố Bạch Mai, Hà Nội cách đây một tuần. Khi mà nhiều phụ huynh đang đứng chờ con tan học thì một xe ô tô mất lái đã lao tới. 10 xe máy bị hất văng, 2 chiếc khác bị kéo lê dưới gầm. Còn tài xế điều khiển ô tô thì được xác định là có nồng độ cồn vượt mức kịch khung theo Nghị định 100. Tất nhiên, đó chỉ là một trong số hàng chục nghìn những trường hợp vi phạm nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận trong đợt thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang diễn ra này. Bây giờ hãy thử phân tích xem là tại sao những vụ việc vi phạm nồng độ cồn vẫn cứ diễn ra lặp đi lặp lại như vậy. Thưa quý vị, lý do thứ nhất phải nhắc tới đó là nguyên nhân chủ quan, chính là tâm lý uống một tí có sao đâu. Theo khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Đại học Việt Đức thì có tới 68% người đã uống rượu bia, thế nhưng mà khi ra về thì vẫn trực tiếp lái xe. Nơi dễ thấy nhất cho lý do này chính là trong lời biện minh của những người vi phạm tại các chốt kiểm tra an toàn giao thông trên đường. Mới đây, một đoạn clip đã lan truyền trên mạng xã hội làm nhiều người bức xúc về cách hành xử của người phụ nữ sau khi bị dừng xe xử lý vi phạm nồng độ cồn. Người này đã liên tục lăng mạ lực lượng chức năng. Còn về lỗi vi phạm của mình thì lý do đơn giản là thế này. Thì không có gì sai mà chị phải bình tĩnh cả. Bởi vì các em làm như này, em tắt tất cả các xe ở đây đi. Rồi chị sẽ là người chịu phạt. Còn không chịu bao giờ. Chị chả làm gì ở việc khác cả. Bởi vì vợ chồng người ta vừa hết sức bình tĩnh nha. Chỉ khi đã hả cơn giận, bình tĩnh trở lại và tỉnh rượu thì mới biết mình sai ở đâu. Tiếc là lúc đó không gian xung quanh lại như thế này. Người ta hay gọi nôm na là lên phường rồi mới tỉnh ra. Vấn đề ở đây không phải là còn đủ tỉnh táo để lái xe hay không. Vấn đề ở đây là nhiều người đang cố hiểu sai thông điệp này. Xin đánh nhắc lại, đây là loại câu khẳng định dễ hiểu và rất rõ ràng rằng đã uống rượu bia thì không lái xe.
Thưa quý vị, lý do thứ hai chúng ta phải xét đến ở đây đó là việc tái diễn những vụ việc vi phạm nồng độ cồn này ấy, có thể tóm gọn lại trong nguyên nhân khách quan, nghĩa là những tình huống phải uống dù không mong muốn được uống, hay nói gọn hơn là bị ép uống rượu. Lý do được người ta đưa ra để ép nhau uống thì loanh quanh cũng chỉ có thế thôi. Nó chẳng mới, thế nhưng mà vẫn luôn luôn rất là khó khi đối mặt. Lâu ngày không gặp, uống. Lâu ngồi với nhau mà mày không để mặt tao đi đến đây thì nói. Tâm thường mình là thế thôi. Lần sau thôi mày ở nhà đi. Ta đi rồi thăm khám vui hơn. Thể hiện với bạn gái. Trong khi con thế thôi, thích thể hiện bạn gái được. Mình phải thế họ, phải thế kia như thế này mới là hoành tráng đấy. Cho đến khi trở thành một cuộc thi trên bàn nhậu. Đây là nước sau, Về hành vi ép buộc người khác uống rượu bia thì từ năm 2020, Chính phủ đã có Nghị định 117 quy định về việc xử phạt hành vi này. Trong đó có nêu rõ là sẽ xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng với hành vi ép buộc người khác uống rượu bia. Tuy nhiên thực tế thì việc tố giác bạn nhậu hoặc là người gián tiếp đẩy mình vào tình huống phải uống rượu khó có thể xảy ra vì nể và cũng vì lấy đâu ra bằng chứng và tố cáo. Nhiều chuyên gia cũng nhận định là nghị định này được đưa ra không nhằm mục đích là xử phạt, mà mục đích ở đây đó là để thay đổi nhận thức, để người ép rượu biết rằng đây là hành vi sai. Thế nhưng khó không có nghĩa là không thể xảy ra. Cách đây ít hôm, các mặt báo lại nóng lên với vụ việc là một nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Đắk Nông bị 24 trên tổng số 37 giáo viên của nhà trường cùng ký đơn tố cáo nhiều vi phạm, trong đó có việc phân công giáo viên đi uống bia, uống rượu tiếp khách trong giờ hành chính. Vị hiệu trưởng này thì xác nhận là chỉ rủ giáo viên đi uống rượu thôi. Thế nhưng mà lời rủ này từ người quản lý lại lặp lại nhiều lần và lại là đi vì công việc nữa thì nhân viên nào có thể từ chối được. Thật may là vì tôi có những người đồng nghiệp và người sếp nữa không thích uống rượu. Thế mới thấy là cùng với các lực lượng chức năng thì tiếng nói của mỗi cá nhân trong việc chống lại nạn rượu bia là điều rất quan trọng. Tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta thì bàn nhậu là một phần luôn luôn có thể xuất hiện. Vậy nên có lẽ ai cũng cần chuẩn bị một chiến thuật phù hợp để đối phó với những tình huống bị ép rượu mà mình có thể gặp trong tương lai. Với tinh thần ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vừa khép lại và một kỳ AFF Cup đang diễn ra, xin được khép lại tiêu điểm văn hóa ngày hôm nay với một vài gợi ý về sơ đồ chiến thuật cho những tình huống bị ép rượu như thế. Bóng đá như cuộc sống vậy, và bàn nhậu là một phần của cuộc sống. Vậy nên hãy áp dụng những chiến thuật sau. Nếu đối thủ được đánh giá là yếu hơn bạn, hãy tung đòn phủ đầu, áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên. Ngay khi vừa ngồi xuống bàn nhậu, hãy cho mọi người biết hôm nay bạn không uống được rượu. Ví dụ như sử dụng viên thuốc này. Thuốc gì cũng được, vitamin cũng được. Hãy dùng viên thuốc này để truyền tải thông điệp không uống được rượu bằng cách: hôm nay em phải uống thuốc. Thuốc này kiêng rượu, không uống được. Anh em ngồi đi. Nếu đây là một cuộc đối đầu mà bạn cần giữ ý hơn, duyên dáng hơn thì phòng ngự phản công là lựa chọn của bạn. Lúc này, điều quan trọng là chọn được vị trí phù hợp. Ngồi cạnh những cá nhân không biết uống, đó luôn là khoảng không gian bạn cần phải chiếm lĩnh. Ở những thời điểm căng thẳng nhất, khi bạn bị dồn ép và nhận liên tiếp những lời mời rượu, đó là thời điểm không còn gì để mất. Hãy dâng lên, thậm chí là pressing tầm cao. Đây là lúc để thẳng thắn. Hãy nói: xin lỗi, em về.